Chào cô chú anh chị, hôm nay Túi Da Cần Thơ tiếp tục lên sản phẩm mới nhé. Số điện thoại dưới tiêu đề, anh chị nào thích thì liên hệ số điện thoại 0973 952 507 hoặc Zalo nhé. Dạ, hôm nay Túi Da Cần Thơ sẽ giới thiệu cái lết cầm tay. Cầm tay có cái hiệu dập nổi nha, khoen khóa đồ rất là ok ha. Đây cái màu đồng ha, khóa gết màu đồng. Trong đây sẽ có hai cái ngăn, để mình đựng đồ ha, mình cầm để mình về mình đựng đồ, những đồ mà đây còn có cái ngăn này để cho chìa khóa rồi đó. Đây mình có đây cái giúp để mình đóng đóng lại, nó rất là chắc ha. Rất cầm tay nam. Túi Da Cần Thơ xin đo cái sản phẩm này ha. Ngang là 20, 26. Chiều cao lên là 20. Cái chiều dày của cái này là 6 nha, 6 phân. Nếu mà anh chị thích cái lớp nam này thì vui lòng là đặt cái mã số 1 ha, 350 lớp cầm tay nam. Và tiếp theo là một cái sản phẩm xách tay chống ha. Hay có cái hiệu không? Hiệu vô nổi. Và ở ngoài thì có một cái ngăn để mình để chìa khóa rồi, chìa khóa và tiền ha. Và ở bên trong thì có cái tặng kèm cái dây. Cái dây này mình đeo chéo. Mình không thích đeo chéo thì mình cầm tay mình xách nan đi. Và trong cái túi chống có cái hiệu dập nổi. Lót vải. Trong đây còn có một cái ngăn nhỏ. Em sẽ đo đo cái túi chắc nha. Kích thước của cái túi này là 23 và cái đường kính là 10 phân. Anh chị thích cái túi này thì lên giùm em cái mã số 3 xách tay mini 350.
Tiếp theo là một cái túi xách tay ha. Này màu màu da. Bên ngoài có một cái ngăn ha. Cái ngăn này là mình để đồ ba đồ lặt vặt đồ đó, chìa khóa rồi. Và sau còn có một cái túi kéo ha. Kéo lót vải nha. Và trong đây có một cái ngăn bự ha, và một cái ngăn nhỏ, cái dập hiệu. Đây là mắt antenna, là gia công ở Trung Quốc. Trong đây có một cái ngăn nhỏ, và trong đây là có một cái hai cái ngăn phụ. Cái độ mới 95% nó có hơi dơ xíu này, nhưng mà rất là ok á, bạn nhìn bên ngoài rất là ok. Xin đo kích thước của cái bề ngang là 33, cao của cái túi là 20. Và cái bề giày là mực hơn 14. Anh chị thích cái túi này thì lên cho em mã số 2 nha, xách tay kem 350. Và tiếp theo là một cái túi mình xách tay ha. Trong đây có một cái khóa, khóa này khóa 500 nha. Rất là đẹp luôn. Và cái túi này là foam đứng nha, mình để nó đứng da cứng, có dập hiệu nổi trên cái khóa này luôn. Khoen khoen khóa rất là ok ha, mới 98%. Và trong cái đây có cái ngăn bự ha, một cái ngăn bự, cái hiệu dập nổi ở trong, và một cái ngăn nhỏ để mình đựng đồ quan trọng. Cái kích thước của cái túi này là dài là khoảng 33, thì cao là khoảng 20. Bề dày là khoảng cỡ 8 nha. Anh chị thích cái túi này thì lên em cái mã số 4, xách tay nâu 308. Và cái đấy là một cái túi này màu xanh ha, màu xanh.
túi đeo chéo màu xanh. Cái khóa này màu vàng đồng á, mình khóa trong đây cái màu vàng đồng, cái độ mới có khoảng 85 ha, nó chỉ cái chi tiết nó hơi ố ố chút xíu nhưng còn lại rất là ok. Cái đến cái ngăn bự, nhất cái hiệu dập nổi trên cái da ha, ở trong là lót vải. Bên trong đây có hai ngăn và thêm hai ngăn nhỏ. Cái khóa kéo rất là ok ha, lót vải. Dây kéo thì màu đồng ha, màu đồng. Cái kích thước của cái túi này bề ngang là 30, bề lên là 24. Nếu anh chị thích cái túi đeo chéo xanh này thì lên giùm em mã số 6, 350. Tiếp đến là một cái túi xách màu đen ha. Đây có dập vân ở phía bên này và khóa đồ là màu vàng đồng rất là ok ha, còn rất là mới. Đây có khóa, đây có những chi tiết này rất là đẹp. Cái hiệu dập nổi ha, cái hiệu dập nổi bên trong. Bên trong này có một cái lót vải ha. Ngoài ra còn có một cái dây, này mình để mình đeo chéo. Mình không thích đeo chéo thì mình xách như thế này. Rồi ra còn còn một cái ngăn ở ngoài ha, ở ngoài mình để những đồ đặt lung tung.
xếp được cái kích thước. Cái túi này ngang là khoảng 26, chiều cao lên khoảng 24, và vậy là khoảng 10 thôi. Nếu anh chị thích cái túi này thì lên mà mã số 5 á, sách tay nơ đen 308. Và cái đến là một cái túi xách tay ha, xách tay này màu nâu. Cái dây kéo rất là ok ha, màu đồng, rất là đẹp luôn. Còn rất là mới. Cái hiệu ở trong dập nổi lót vải, trong còn có một cái dây kéo nhỏ để mình đựng đồ quan trọng. Để em xin đo kích thước của cái túi này. Bề ngang là 30, chiều cao 15, bề vô thì khoảng 14. Xách tay khoen khóa rất là đẹp, còn rất là mới, mới khoảng 95% ha, rất là đẹp. Nếu anh chị thích cái túi này thì lên giùm em mã số 7, xách tay sô cô la 250. Và cuối cùng là một cái túi laptop ha. Cái cặp laptop xách tay da tổng hợp dập vân. Rất là đẹp ha. Này mình để cái laptop cả khoảng 16.5 là vừa ha. Ở trong còn có một dây riêng của nó luôn, dây riêng rất là đẹp. Đây là ở bên trong có một cái hiệu dập nổi. Và trong còn có một cái khóa nhỏ. Cái nhỏ để mình để những đồ quan trọng ha. Đây thì để laptop. Ngoài thì còn có một cái ngăn. Trong đây còn có rất là nhiều ngăn ha. Ngoài ra đây còn có một cái kéo nhỏ. Rất là đẹp. Để em xin đo cái thước của cái túi. Bề ngang là 40, bề cao lên là 32. Nếu anh chị thì thích cái túi này thì lên giùm em nên giờ em cặp laptop 490.000, mã số 8.
Dạ, Túi Gia Cần Thơ đến đến đây là hết. Anh chị yêu thích túi nào thì vui lòng gọi điện thoại. Mã số với giá tiền. Xin cảm ơn.